Chứ nó hay tôi để trên giường. Ở trên bàn máy tính. Mất mic rồi. Ừ, thế mất mic thật đó. Ừ. Em không nên kiểu OnlyFans được. Em phải có visa để em mới đăng ký OnlyFans được. Mọi người cũng thấy mà đúng không? Ok. Thơm quá. Tôi xịt nước hoa như tắm với mọi người. Chiu. Bực ghê. Có mất đâu. Có mất cái gì? Có mẹ, nó đỡ hơn một chút xíu. Nhưng mà perfect. Vẫn vẫn xinh lắm. Như thế là được. Không có chỗ để mọi người nhỉ. Để nơi kia thì mọi người thấy hết chim của tôi rồi. Ok. Cháy quá. Để. Ê mấy để kiểu này thì mình mập quá. Tôi sẽ mang túi con rắn này. Mọi người thế hợp không? Quá đẹp. Cái layout này quá đẹp. Wow, xinh quá. Nhưng mà đủ má hở quá. Hở quá. Hay là mình đổi bộ khác ta. Mua này để mặc mà. Ok, không sao. Quay đằng sau đi á. Đằng sau không có gì hết. Đằng sau chỉ có mông thôi. Để tôi bỏ tiền vô đây đã. Tôi sẽ mang một ít tiền mặt đi thôi. Tại vì tôi nhỏ xử như tôi có cái tính hành ít tiếp. Ừ, thở đẹp quá. Ủa này đẹp quá. Nhạc kêu quá. Ok, chúng ta chuẩn bị đi chơi. Ok. Đã xong rồi đó.